Phận chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho bế đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trương bao tòa Nam mô
trong ao đầy dãy nước đùa
pháp công đừng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly ba lê xa từ Xích Châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm xa lời phân coi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi nướng của đức phật đó thường trôi gian trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ân đấng vâng ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phong cõi nương cần làm thành tựu công đừng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phong coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng khổng tước anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba căn đạo phần vân vân chúng trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức Phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân cõi nước của đấng Phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xa lời phân đấng Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt cõi nước trong mười phương có
không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật đó, và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Kim nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, xa lời Phật lại đứng Phật đó có vô lượng vô biên, thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó, thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó, đều là bực bất thôi chuyển trong đó, có rất nhiều vì bực những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tin đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn. Phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó, xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng. Xa lời Phật như ta hôm nay, người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng
Phật danh văn quan văn đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số nhân đức Phật như thế đều tai nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh dừng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hồ niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số nhưng đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đức diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh dừng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng mã Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên kiên kinh chứng tan bất cả tư nghị công đức nhưng khi chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật tu vương Phật hương thượng Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm xa lời Phật về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy
đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời vâng, cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức phật nói. Xa lời phật, nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Xa lời phẩm, cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xa lời phật, như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa khung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này. Xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời an ngũ trường, thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất có đức phật nói kinh này rồi. Ngài Xa Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phật mà lui ra. Bồ Khuyết Tăng Kinh Tăng Trí Huệ Thinh Kinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng
lại như vậy tống về chân không. Bồ sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hánh chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng kia huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chư viên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai ban nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thần chú linh chi đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tất bà hân yên đế đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô như lai ưng cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường
Nếu ngự trưởng phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam Mô Đà Báo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sẵn Thắng Như Lai, Nam Mô Quảng Bá Thắng Như Lai, Nam Mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo đuối mê say, mắt xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mắng đường vua ninh, mùi quen ơi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khỏi lầm mê, đại sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đạo, nhưng tận cùng công lễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến bửu thành, đàn tự gian giác tha viên mãn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích phung tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ quyền pháp giới chư chúng sanh, tông vang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phố nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến phần ngộ vô sanh, vâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức, phổ cầm nhân thế
đặng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quy Sơn
cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, Đức Phật báo ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất rằng: từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường, ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa từ xích châu mà não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phất cõi nước Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy, Xá Lợi Phất lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, rưới hoa trời mạng đà la, chúng sanh trong cõi đó thường vào lúng sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn, đêm cúng dường mười muôn ân đấng Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy, lại nữa Xá Lợi Phất cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng, Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tăng, và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời, kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, ba căn đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xâm thải đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá Lợi Phất, ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo
sanh ra vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiên pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xa lời phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy, xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ai, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếp. Xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn hướng đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chăm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó
nên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng xa lời Phật. Như ta hôm nay người khen công đức lời anh chẳng thể nghĩ bàn của Đấng Văn A Di Đà Phương Đông cùng có Đấng A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng xa số những đứng phần như thế đều ở tài nướng mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời không thể giới phương Nam có Đấng Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Văn Đại Diêm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Xa Số. Những Đấng Phật như thế đều tai nương mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số. Những Đấng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có Đấng Diêm Kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số. Những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có Đấng Sư Tử Phật Danh Văn Phật Danh Quang Phật Đảng Ma Phật Phạm Trang Phật Trì Pháp Phật Hằng Hà Sa Số. Những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức.
Phật hương quang phần. Đại diệm kim phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhân thiên nghĩa phần như tu di sơn phần. Hằng hà xa cho những đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưới rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xin tán băng cả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời phân về nếu có thiện nam tử của các đấng văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời vẫn cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của Phật nói xa lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kim trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt rung mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bổ khuyết tâm kinh
tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chánh và sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoại thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng Bồ Đề Tạng Bà Yết Đế
đàn tử gian giác
Thầm phương chư Phật.
tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chi tăng đảnh lễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phần ở nơi vườn kỳ thọ khâm cô độc nữa xa về. Cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng a la hán, mọi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão xa lời Phật đại mộng kiền liên đại ca diệt ma ca chiên viên mà câu y la li bà đã cho lời bàn đà già nan đàm a nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tân đầu Tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị sự khổ chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mạnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó Cần Lạc xa lời vắng. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bãi chất bao, trong ao đầy dãy nước đổ tám công đứng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa từ Xích Châu mà não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân coi nướng Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi Phật đó thường trói nhan trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, rưới hoa trời mạng đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đà
về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phong cõi nương cần làm. Thành tựu công đừng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phong cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng. Khổng tử anh và xa lợi ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời phật nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là xa lời phân đứng phận đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân đứng phận đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân đứng phật A Di Đà thành phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời phân lại đứng phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc chẳng phải tinh đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời phân cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyển trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tinh đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xa lời phật chúng sanh nào
nào nghe những điều trên đây. Nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó, vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi mòn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền căn. Phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó, xa lời phong nếu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung, đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lãng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này, xa lời phong thế giới phương nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế, đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bưu Tướng Phật Tịnh Quang Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này, xa lời Phật thế giới vương băng có Đức Diệm Kiên Phật Tôi Thắng Âm Phật Nan Trở Phật
Phật nhật sanh, Phật vốn minh, Phật hằng hà sa số, những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm mà khắp mà cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh rằng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sao Phật danh quang Phật đảng ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh chứng tăng bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sao niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật tu vương Phật hương thượng Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh tinh tán bất khả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn
được rúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tâm cả thế gian có tin này xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất có đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ Phía Tâm Kinh là tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Chẳng công chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không ấy vẫn lòng kia huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa viên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đạo bồ đề chứng quả chánh
chân. Cho hay ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tịnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng xe xua ấy mơ tưởng bao la vũ trùng
bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong chân ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ em nguyện tội ác từ nay dừng bỏ kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đáo dân tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đàn tử dân giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phung tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh thế thế thương hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh bâng khôi Bồ Tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm giai công thành Phật đạo tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường thử quy pháp ma xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển thử quy chúng sanh